Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2017, nhằm ngày 28 tháng Giêng âm lịch, gia đình cố đại úy Nguyễn Văn Đương đã tổ chức lễ cúng giỗ lần thứ 46 cho ông tại ngôi Tịnh Thất Trung Tâm, Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên gia đình cố đại úy Đương tổ chức lễ giỗ cho ông tại chùa với linh vị hũ cốt gió cùng với di ảnh. Hũ cốt gió của ông là những nắm đất hốt trên đồi 31 Hạ Lào được vợ và con trai của ông Đương đem về hồi tháng 4 năm 2016, đúng với tâm nguyện của gia đình. Hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm 2017, là ngày cúng cơm của anh Đương, cũng nhờ quý ân nhân ở nước ngoài giúp đỡ, anh Đương được đem về chùa, đi qua Lào thỉnh hài cốt, đem về chùa Tịnh Xá Trung Tâm. Ngày hôm nay là ngày lễ đầu tiên. Hôm nay gia đình tôi cũng thấy dòng hồn của anh Đường được nghe kinh kệ, cũng ấm cúng. Cuộc sống của bà Trần Thị Mai giờ đây đã đỡ vất vả hơn so với ngày trước, khi có nhiều người ở hải ngoại biết câu chuyện của bà và giúp đỡ. Bà gửi lời tri ân đến với mọi người. Ngày hôm nay thì gia đình tôi cũng biết ơn các anh chị ở ngoại kiều cũng giúp đỡ gia đình tôi, cái dòng hồn của anh Đương cũng được vui nơi chín suối. Tôi cũng cầu nguyện ơn trên gia hộ độ cho các anh chị bên nước ngoài được nhiều sức khỏe, được đầy đủ phước duyên. Như vậy sau 46 năm, lần đầu tiên gia đình của quả phụ Nguyễn Văn Đương cúng giỗ cho ông ở một ngôi chùa với linh cốt gió mà gia đình đã đưa từ Lào về Việt Nam. Sinh thời, đại úy Nguyễn Văn Đương là pháo đội trưởng pháo đội 3, tiểu đoàn 3 pháo binh nhảy dù. Ông tuẫn tiết ngày 25 tháng 2 năm 1971 tại căn cứ đồi 31, mặt trận Hạ Lào trong chiến dịch Lam Sơn 719. Ông Đương được nhiều người biết đến qua ca khúc Anh Không Chết Đâu Anh mà cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết riêng cho ông. Phóng sự của SBTN tường trình từ Sài Gòn, Việt Nam.